Quý khán giả đang đến với chương trình tin tức tổng hợp cùng với đài truyền IBC TV qua các băng tần tại miền Nam Bắc, tiểu bang California 57.19 ở miền Nam, 16.12 tại miền Bắc. Mở rộng thêm trên băng tần 27.7 tại Houston, Texas, phủ sóng tại 50 tiểu bang Hoa Kỳ và Canada qua hệ thống Galaxy 19. Cập nhật 24/24 qua trang mạng điện toán toàn cầu ibctv.us. Quý vị cũng có thể đón xem mọi lúc mọi nơi bằng cách subscribe vào YouTube và Facebook của IBC TV Official. Cùng với ban tin tức xuống cùng biên Tuyết Nha và Minh Đăng xin kính gửi lời chào trân trọng nhất. Như thường lệ, sau đây chúng tôi xin mời quý khán giả cùng đến với phần điểm tin. Iran nói vệ binh cách mạng tấn công trụ sở gián điệp của Israel ở Iraq. Cựu Tổng thống Trump tự hào trên Truth Social về chiến thắng sớm trong cuộc họp kín tại Iowa. Doanh nhân Đảng Cộng Hòa Ramaswamy kết thúc cuộc đua ở Tòa Bạch Ốc. Ông Kim Jong-un của Bắc Hàn gọi Nam Hàn được coi là kẻ thù chính. Lực lượng vũ trang Guatemala công nhận Tổng thống Arevalo là Tổng tư lệnh. Sau đây xin mời quý khán giả cùng đến với bản tin chi tiết đầu tiên liên quan tới Iran có phần trình bày của sư ngôn viên Minh Đăng. Kính thưa quý vị, Iran nói vệ binh cách mạng tấn công trụ sở gián điệp của Israel ở Iraq. Truyền thông nhà nước Iran đưa tin vào cuối ngày thứ Hai, lực lượng vệ binh cách mạng Iran cho biết họ đã tấn công trụ sở gián điệp của Israel tại khu vực bán tự trị người Kurd ở Iraq. Trong khi lực lượng tinh nhuệ cho biết họ cũng tấn công ở Syria nhằm chống lại nhà nước Hồi giáo. Các cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh lo ngại về sự leo thang của một cuộc xung đột lan rộng trên khắp vùng Trung Đông, kể từ khi cuộc chiến giữa Israel và nhóm Hồi giáo Palestine Hamas bắt đầu vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, với việc các đồng minh của Iran cũng tham gia vào cuộc xung đột từ Lebanon, Syria, Iraq cho đến Yemen. Ba nguồn tin an ninh cho biết các vụ nổ đã được nghe thấy ở một khu vực Erbil, khoảng cách 40 km về phía đông bắc ở vùng Kurdistan, tại một khu vực gần lãnh sự quán của Hoa Kỳ cũng như các khu dân cư. Hai viên chức Hoa Kỳ nói với Reuters rằng không có cơ sở nào của Hoa Kỳ bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công hỏa tiễn. Iran có đường biên giới dài ở phía đông với Iraq và có ảnh hưởng kinh tế chính trị đáng kể với nước láng giềng. Thành phố Erbil, thủ phủ khu tự trị Kurdistan ở phía bắc Iraq, là nơi đặt lãnh sự quán Hoa Kỳ và căn cứ của những nhóm dân quân người Kurd được Washington hậu thuẫn. Liên quan tới bầu cử Hoa Kỳ, ông Trump tự hào cho chiến thắng sớm trong cuộc họp kín tại Iowa. Cựu Tổng thống Donald Trump đã giới thiệu ông là người chiến thắng trong cuộc họp kín của Đảng Cộng Hòa tại Iowa trong bài đăng trên Truth Social vào ngày 15 tháng 1. Ông đã chia sẻ với đối thủ của mình là họ đang thua tôi với số lượng kỷ lục, khi đề cập tới thống đốc tiểu bang Florida Ron DeSantis và cựu nghị sĩ Liên Hiệp Quốc đại sứ Nikki Haley. Ông Trump đã giành được chiến thắng vang dội trong cuộc tranh cử tổng thống đầu tiên của đảng Cộng Hòa năm 2024 tại Iowa, xác định sự thống trị của ông đối với đảng này khi tìm kiếm đề cử lần ba liên tiếp và cuộc tái đấu với tổng thống đảng Dân Chủ Joe Biden. Edison Research đã dự đoán chiến thắng và cho biết thống đốc tiểu bang Florida Ron DeSantis và cựu đại sứ Liên Hiệp Quốc Nikki Haley đang trong cuộc chiến giành vị trí thứ hai khi tìm cách trở thành người thay thế chính cho ông Trump, người đã từng giữ chức tổng thống từ năm 2017 tới 2021. Cũng theo Edison Research, với 40% số phiếu dự trù được kiểm, ông Trump có 52.6%, ông DeSantis là 20% và bà Haley là 18.7. Tỷ lệ chiến thắng lớn nhất của cuộc họp kín của Đảng Cộng hòa tại Iowa là 12.8% của Bob Dole vào năm 1988. Trong diễn biến có liên quan, doanh nhân của đảng Cộng hòa Ramaswamy kết thúc cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc. Triệu phú Vivek Ramaswamy, cựu giám đốc điều hành công nghệ sinh học, đã kết thúc cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc vào đầu tuần này và tán thành ủng hộ cho ông Donald Trump sau khi nỗ lực lâu dài của ông không thể đẩy ông đủ cao trong cuộc tranh cử đề cử đầu tiên của đảng Cộng hòa ở Iowa. Ông Ramaswamy cho biết ông đã gọi điện cho ông Trump và chúc mừng chiến thắng của cựu tổng thống trong vòng bầu kín ở Iowa. Kính thưa quý vị, Iowa là tiểu bang đầu tiên tại Hoa Kỳ tổ chức bầu chọn ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa bằng hình thức họp kín trong đầu tuần này. Các hãng truyền thông của Hoa Kỳ đã dự báo ông Trump sẽ giành được chiến thắng.
Và theo kết quả kiểm, 94% số phiếu cho thấy ông Trump giành được 51,1% ủng hộ. Theo sau là Thống đốc Florida Ron DeSantis và cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley với lần lượt 21.2% và 19%. Ông Ramaswamy đứng ở vị trí thứ tư với 7.7%. Ông là con của một gia đình nhập cư từ Ấn Độ. Ông tuyên bố tranh cử tổng thống vào hồi tháng 2 của năm vừa qua, nhưng không nhận được nhiều sự ủng hộ trong quá trình tranh cử. Kết quả các cuộc thăm dò cho thấy cho đến cuối năm 2023, cho thấy rằng ứng viên này vẫn không nhận được quá nhiều hơn 10% sự ủng hộ từ các cử tri của đảng Cộng Hòa. Ông Kim Jong-un của Bắc Hàn gọi Nam Hàn là kẻ thù chính. Truyền thông Bắc Hàn đã đưa tin lãnh đạo Kim Jong-un kêu gọi thay đổi hiến pháp bảo đảm Nam Hàn là kẻ thù chính và cảnh báo đất nước ông không có ý định tránh chiến tranh nếu như xảy ra. Vào thứ Hai vừa qua, trong một bài phát biểu trước Hội đồng Nhân dân tối cao, tức là Quốc hội, ông Kim Jong-un cho biết ông kết luận việc thống nhất với Việt Nam là không thể nào có được, đồng thời cáo buộc Seoul tìm cách gây sụp đổ chế độ và thống nhất bằng cách hấp thụ. Ông nói hiến pháp nên được sửa đổi để giáo dục người dân Bắc Hàn rằng Nam Hàn là kẻ thù chính và kẻ thù chính không thể nào thay đổi, xác định lãnh thổ Bắc Hàn tách biệt với miền Nam. Truyền thông còn cho biết thêm ba tổ chức liên quan tới thống nhất du lịch Liên Triều cũng sẽ bị đóng cửa. Tin từ Guatemala, lực lượng vũ trang tại đây công nhận Tổng thống Arevalo là Tổng tư lệnh. Các lực lượng vũ trang Guatemala đã công nhận Tổng thống Bernardo Arevalo là Tổng tư lệnh của họ trong một buổi lễ đầu tuần này. Ông Arevalo nhậm chức sớm vào ngày thứ Hai sau một thời gian trì hoãn kéo dài. Điều này cho thấy cuộc đấu tranh khó khăn mà ông phải đối mặt để đáp ứng những kỳ vọng cao và ban hành chương trình nghị sự chống tham nhũng sâu rộng trong Quốc hội do phe đối lập kiểm soát. Trong buổi lễ quân sự, Bộ trưởng Quốc phòng Guatemala là Henry Saez yêu cầu cộng đồng quốc tế và người dân tin tưởng rằng các lực lượng vũ trang sẽ tôn trọng các thỏa thuận dân chủ và hòa bình. Ông Arevalo, một học giả và cựu nhà ngoại giao, đã giành chiến thắng hồi tháng 8 vừa qua, tuyên bố sẽ nâng đỡ hàng triệu người Guatemala bản địa nghèo khổ, trấn áp tham nhũng và bảo vệ một nền dân chủ đang bị tấn công. Thưa quý vị, như thường lệ, sau đây sẽ là phần bảo trợ thương mại của những cơ sở kinh doanh đồng hành với đài IBC. Chúng tôi sẽ trở lại để tường trình đến quý khán giả những tin tức nổi bật liên quan tới doanh nhân Benin khai thác chất thải sinh học thành năng lượng cho gia đình và các trang trại ra sao. Hoa Kỳ cho biết thất vọng khi Nauru đã từ bỏ Đài Loan và cảnh báo về lời hứa hẹn của Trung Quốc, cũng như những người hâm mộ bóng tròn xinh đã đi xúc sân vận động phủ đầy tuyết trước khi trận đấu playoff diễn ra. Xin mời quý khán giả đón xem.